Hi, hey, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố Vớt Pháp Lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ thông tin đến mọi người một số vấn đề liên quan tới đề xuất hai nhóm đối tượng được tăng lương hưu mức cao hơn theo dự thảo luật bảo hiểm sội sự đổi mới nhất. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì dự thảo luật bảo hiểm sợi sửa đổi chỉnh lý mới nhất đã được cơ quan soạn thảo bổ sung nhiều quy định so với bản trình quốc hội tại kỳ họp lần thứ bảy trong đó có quy định về mức hưởng lương hưu hàng tháng và điều chỉnh lương hưu về mức hưởng lương hưu hàng tháng tại dự thảo luật bảo hiểm sợi sửa đổi đã được chỉnh lý quy định mức hưởng lương hưu hàng tháng của đối tượng đủ điều kiện quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nam và 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ. Sau đó cứ thêm mỗi năm đã bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2% và mức tối đa là 75%. Trường hợp lao động nam đủ điều kiện theo quy định thì có thời gian đã bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mỗi năm đã bảo hiểm xã hội được tính tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%. Đối với trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian này được tính tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%. Tại dự thảo luật chỉnh lý lần này, cơ quan soạn thảo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã bổ sung quy định trường hợp người lao động thuộc một số nghề, công việc đặc biệt đặc thù trong lực lượng vũ trang sẽ do chính phủ quy định nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước. Cơ quan soạn thảo dự luật cũng đề xuất giao chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nam có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, dự kiến là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2029 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nữ khi tính mức hưởng lương hưu, nguồn kinh phí thực hiện do vị bảo hiểm xã hội bảo đảm. Về điều chỉnh lương hưu, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, chỉnh lý nêu rõ lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và bị bảo hiểm xã hội. đáng chú ý, cơ quan soạn thảo dự thảo luật đã bổ sung quy định điều chỉnh mức tăng cao hơn đối với các đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 và những người có mức hưởng lương hưu thấp nhằm thu hẹp khoảng cách trên lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Chính phủ sẽ quy định thời điểm, đối tượng bước điều chỉnh lương hưu quy định tại điều này. Theo đó, tại điều khoản chuyển tiếp dự thảo luật bảo hiểm sợi so sửa đổi quy định, người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 được tính để hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của chính phủ. Hàng năm, nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào vị bảo hiểm xã hội để đảm bảo chi trả đầy đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 Người lao động có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu theo quy định tại Nghị định số 12 ngày 26 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ thì được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người. Thông tin về đề xuất hai đối tượng được tăng lương hưu mức cao hơn theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.